Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNTD Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Wi-Fi Aruba dòng Instant Access Point hay còn gọi là IAP. Wi-Fi Aruba hiện nay đang có 3 phiên bản firmware là dòng Campus AP hay còn gọi là CAP, Instant AP hay còn gọi là IAP và Unify. Sự khác biệt chính giữa dòng Campus AP và IAP là CAP cần phải có một controller để quản trị, còn IAP có thể hoạt động độc lập hoặc có thể sử dụng làm virtual controller để quản trị các IAP khác. Còn dòng Unify thì có thể hoạt động như cả IAP và Campus AP. Firmware này đang được sử dụng trên các dòng Wi-Fi Aruba 303, 345 và các dòng Wi-Fi mới. Với các dòng Wi-Fi Campus AP, các bạn sẽ thấy trên mã sản phẩm là AP-304, AP-305. Còn với dòng IAP thì mã sản phẩm sẽ là IAP-304 hoặc IAP-305. IAP là giải pháp Wi-Fi được thiết kế cho các mô hình mạng nhỏ nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư cho controller và các license kèm theo, nhưng vẫn cung cấp hầu hết các tính năng của một controller thông thường. Một IAP trong hệ thống sẽ đóng vai trò là Master AP với nhiệm vụ như controller trong hệ thống. Điều này giúp cho việc mở rộng hệ thống hết sức dễ dàng và tiện lợi, đồng thời cũng có tính dự phòng cao. Vì khi Master AP gặp sự cố hoặc bị đưa ra khỏi hệ thống, các IAP còn lại sẽ tự bầu chọn ra một IAP khác làm Master AP. Các Wi-Fi Campus AP chỉ có thể join vào controller chứ không thể join vào các IAP. Nên khi các bạn thiết kế hệ thống Wi-Fi Aruba không có controller, thì toàn bộ các Wi-Fi cần ở mode IAP. Sau đó chúng ta sẽ cấu hình một IAP làm virtual controller. Các Wi-Fi khác sẽ join vào IAP này. Đầu tiên, chúng ta cần kết nối cổng Ethernet 0 trên Wi-Fi vào mạng có DHCP server. Wi-Fi sẽ nhận IP từ DHCP server. Các bạn bắt buộc phải cắm vào cổng Ethernet 0 trên Wi-Fi nhé. Các bạn chỉ cắm một IAP sẽ làm master lên trước. Sau khi cấu hình xong master thì chúng ta mới cắm các IAP khác. Sau khi Wi-Fi nhận được IP, thiết bị sẽ tự động phát một Wi-Fi tên là SetUpMe. Phía sau là 6 ký tự cuối của địa chỉ MAC của Wi-Fi. SSID này không có password. Nếu Wi-Fi chưa nhận được IP thì các bạn sẽ không nhìn thấy SSID này. Các bạn có thể sử dụng IP của Wi-Fi hoặc kết nối với SSID SetUpMe để truy cập vào trang quản trị. Nếu có IP mà Wi-Fi nhận từ DHCP, các bạn gõ IP này trong trình duyệt. Hoặc nếu không scan được IP, các bạn có thể kết nối SSID SetUpMe này. Website setupme.arubanetwork.com sẽ tự động được mở trong trình duyệt web. Trong một số phiên bản thì tên website có thể là instant.arubanetwork.com. Đăng nhập với tài khoản mặc định là admin. Giao diện của Aruba Virtual Controller cũng khá đơn giản. Widget Network phía bên trái hiển thị các SSID đã tạo. Các bạn có thể tạo thêm các SSID tại đây. Để tạo thêm SSID, các bạn chọn New. Nhập tên của SSID. Mục Primary Usage cho phép chúng ta lựa chọn mục đích sử dụng. Với Get thì ở phần Security sẽ cho phép chúng ta tạo thêm một trang web hiển thị khi kết nối đến Wi-Fi, hay còn gọi là Wi-Fi Marketing. Các bạn có thể thiết kế tại đây.
Phía dưới chúng ta có các tùy chọn nâng cao để cấu hình cho SSID. Tại đây các bạn có thể giới hạn băng thông hay cấu hình các tính năng bảo mật cho SSID. Nếu muốn SSID không hiển thị trên các máy tính, các bạn có thể chọn 2. Khi đó, các máy tính muốn kết nối Wi-Fi thì cần nhập đúng cả tên SSID và password. Trong mục Client IP Assignment, cho chúng ta hai tùy chọn để cấp IP cho client. Nếu chọn Virtual Controller Managed, thì controller sẽ tạo ra một LAN riêng và DHCP sẽ được cấp từ controller này. Khi đó, giải LAN này sẽ được NAT ngay trên Wi-Fi khi đi ra mạng ngoài, coi như là một mạng riêng không liên quan gì đến mạng LAN cũ của chúng ta. Nếu chọn Default ở dưới thì controller sẽ tạo ra một LAN ngẫu nhiên. Chúng ta có thể tùy chỉnh bằng cách chọn Custom và tạo một DHCP pool để cấp IP cho client. Còn nếu chọn Network Assign thì client sẽ nhận IP từ mạng LAN cũ. Các bạn có thể tùy chỉnh VLAN cho SSID này ở bên dưới. Mình sẽ để mặc định SSID này vào VLAN 1. Tại tab Security, các bạn thiết lập mật khẩu cho SSID. Trong tab Access, các bạn có thể thiết lập các Access List cho SSID này. Hoặc chọn Unrestricted nếu không muốn giới hạn truy cập. Sau khi tạo xong SSID mới, các bạn nên xóa SSID SetUpMe ban đầu đi. Các bạn có thể tạo thêm nhiều SSID cho VLAN khác hoặc tạo các SSID cho khách hàng. Mình sẽ kết nối đến Wi-Fi vừa tạo. Máy tính của mình đã nhận được IP từ DHCP. Tại Widget Client, các bạn có thể xem thông tin thiết bị đang kết nối vào Wi-Fi như Mac, OS, băng thông mà client đã sử dụng và tín hiệu Wi-Fi mà client đang nhận được mạnh hay yếu dựa vào biểu đồ signal này. Signal khoảng từ âm 67 dB trở lên là OK. Widget Access Point hiển thị các Wi-Fi đang join vào Virtual Controller. Hiện tại đang có một Wi-Fi mà chúng ta đang cấu hình làm controller. Bây giờ mình sẽ cắm thêm một IAP nữa. Các bạn chỉ cần cắm nguồn và dây mạng vào AP, sau đó chờ khoảng 3 đến 5 phút. Sau khi khởi động xong thì IAP này sẽ tự động join vào controller. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý là chỉ có các IAP có cùng phiên bản OS mới có thể join được vào controller. Nếu IAP không join được, các bạn có thể kiểm tra version OS và xem IAP mới đã nhận được IP chưa. Sau khi khởi động xong thì IAP mới của mình đã join được vào controller. Nếu có nhiều Wi-Fi, các bạn nên đổi tên AP để tiện theo dõi. Mặc định tên AP sẽ là địa chỉ MAC. Để đổi tên AP, các bạn chỉ cần kích đúp vào AP và thay đổi tên ở mục Name. Mình sẽ đổi thành AP tầng 1 chẳng hạn. Tại đây các bạn cũng có thể thay đổi luôn địa chỉ của AP. Mục Preference Master cho phép chúng ta chỉ định AP này sẽ luôn là Master khi các AP bầu cử. Các bạn enable mục này cho AP nào chúng ta muốn làm Master.
Các cấu hình cơ bản đều được Aruba bố trí trên các widget hiển thị ngay trên màn hình chính. Còn các cấu hình nâng cao được Aruba bố trí ở góc trên bên phải. Mình sẽ đi lướt qua một số menu này. Menu System cho phép chúng ta cấu hình các thông số như Hostname, NTP, bật các dịch vụ như Telnet. Chọn kiểu xác thực và đổi tên tài khoản quản trị. Cấu hình các cổng uplink hoặc cấu hình monitoring nếu trong hệ thống có các sysloc server. Menu RF cho chúng ta các tùy chọn cấu hình về radio. Menu Security cho phép chúng ta cấu hình Radius, TACAC. Cấu hình Access List cho Client hoặc giữa các VLAN hay Block các URL. Tại menu Maintenance, chúng ta có thể update firmware, reboot một access point, hoặc convert IAP này sang Campus AP nếu trong mạng đã có thiết bị controller chuyên dụng rồi. Ngoài ra còn có các menu liên quan đến VPN, Routing, IDS, DHCP Server tại đây. Các bạn có thể cấu hình theo mô hình mạng cụ thể của mình. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình Wi-Fi Aruba Instant sử dụng như một controller trong mạng để quản trị các AP khác. Nếu các bạn có yêu cầu hướng dẫn cấu hình tính năng nào trên Wi-Fi Aruba, hãy để lại comment. CNTT Shop sẽ làm video hướng dẫn các bạn trong thời gian sớm nhất. Đừng quên like, share, ủng hộ mình và nhớ subscribe để nhận các video mới nhất từ CNTT Shop bạn nhé.